Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món giá đỗ mình vừa mới làm xong đây các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần thân giá rất là trắng, và đặc biệt đó là cái phần rễ của nó ít cực kỳ luôn này. Đó, và làm sao để chúng ta làm được cái món giá đỗ này nó vừa ngon, ngọt, và đặc biệt hơn nữa đó là cách làm đơn giản, dễ làm. Và khi mà các bạn làm như thế này thì mình đảm bảo là nó sẽ thành công 100% các bạn nhé. Mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm cái giá đỗ này các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món giá đỗ các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm nhiều một chút để mình mang cho mẹ mình nữa. Ở đây thì mình sẽ làm 300g đậu xanh như thế này để làm giá đỗ các bạn nhé. Với 300g này thì các bạn có thể thu hoạch được 3kg hoặc hơn 3kg một chút giá đỗ. Thì mình làm nhiều để mình mang mình cho nên là mình mới làm nhiều như vậy. Còn nếu như mà các bạn làm cho gia đình mình á thì cứ làm 1kg một thôi, khoảng tầm 100g 100g cái phần đậu xanh này này. Và cái phần đậu xanh này khi mà các bạn mua ấy, các bạn nên lựa chọn cái phần đậu xanh mà như nào ta. Tại vì là cái này mình mua là mẹ mình trồng á, sau đó là giữ lại cái phần hạt như thế này này để thường xuyên làm giá đỗ. Còn nếu không thì các bạn sẽ mua ở trong siêu thị cái phần hạt giống á, thì cái hạt đó nó mới chuẩn, nó không có cái thuốc trừ sâu này, không có cái thuốc mà chống mối mọt ấy, thì các bạn làm nó sẽ thành công. Còn bởi vì là mình thấy có một vài chị cũng có hỏi mình là tại sao mà chị làm nó cứ bị hư hoài à, làm giống y chang như em nhưng mà nó không có được. Thì mình cũng chỉ nói qua như vậy thôi. Và khi mà các bạn làm như thế này này, các bạn sẽ sát mạnh cho mình vừa mới cân ấy, các bạn sẽ sát mạnh như thế nào để cho cái lớp ngoài của cái phần đậu xanh ấy, nó chắc chắc bớt đi, thì khi mà mình ngâm nó nhanh nảy mầm hơn á. Khi mà các bạn ấy như vậy rồi thì các bạn sẽ nhặt cho mình thêm cả những cái phần hạt sâu, hạt hỏng nữa đi nha. Sau đó thì các bạn cho nước vào đây để ngâm, bởi vì cái hạt này nó của mình nó cũng đã khá là chuẩn rồi, nó không có nhiều quá nhiều hạt sâu, cho nên là bây giờ mình sẽ ngâm nước luôn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chậu nhiều nước hơn một chút. Đây, sau đó thì các bạn đem các bạn ngâm nha. Các bạn sẽ thấy là cái phần hạt hư là nó nổi lên phía trên luôn này. Các bạn dùng cho mình cái vợt, các bạn vợt đi. Cái hạt lép, hạt sâu là nó sẽ nổi lên phía trên luôn đấy các bạn. Thì các bạn chỉ cần vớt đi cho mình như vậy thôi nha, là được nè. Đó. Và các bạn sẽ dùng cho mình nước ở đây là nước ấm nhé. Nước các bạn sờ các bạn thấy ấm tay khi mà các bạn cho con tắm ấy, các bạn sờ các bạn thấy ấm tay mình là được. Và ngâm cho mình trong khoảng thời gian là từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Và sau 2 đến 3 giờ đồng hồ nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp cái món giá đỗ này các bạn nha. Ơi, đây là ngày đầu tiên của giá đỗ, có nghĩa là sau 24 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để các bạn cùng kiểm tra với mình nhé. Đây. Ơi. Ồ, tại vì là bây giờ khi mà mẹ chưa cho giá. Đây. Các bạn nhìn rõ không ạ? Khi mà các bạn sau ngày đầu tiên, sau 24 tiếng thì các bạn sẽ thấy là cái phần giá đỗ của chúng ta nó sẽ lên mầm được như thế này này. Đây là ngày đầu tiên các bạn nhé. Và cái ngày đầu tiên như thế này ấy thì các bạn sẽ thấy là giá nó đã rất là dài, cái phần rễ của nó rất là dài như thế này ạ. Đây là cái phần rễ này, tính từ đây xuống này. Giống lúc ngoài. Ồ, có được không? Lúc giống các bạn kia, lúc tôi xem. À thế à? Và khi mà các bạn thấy nó lên như thế này thì đảm bảo chắc chắn là sẽ thành công. Tuy nhiên là bây giờ thì cái việc quan trọng nhất khi mà giá nó đã lên rễ, lên mầm như thế này rồi thì
thì các bạn sẽ phải cho gà uống nước cho mình. Khi nó lên như thế này nhá, thì các bạn chỉ tưới nước cho mình 2 lần một ngày thôi, buổi sáng và buổi tối. Đấy. Còn nếu như mà các bạn có thời gian, mình nói rồi nhá, có thời gian thì các bạn cứ cách 8 tiếng các bạn cho gà ăn đỗ, cho gà đỗ uống nước một lần cho mình. Như vậy thì đảm bảo là sẽ không bao giờ các bạn làm gà đỗ bị hỏng. Đó. À, và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần giá này đi uống nước đó. Và khi mà các bạn cho giá uống nước, các bạn đừng có mở nó ra nha. Các bạn vẫn cứ đậy cho mình. Và giá đỗ sẽ mọc mầm được nhanh hơn khi mà các bạn để nó trong bóng tối. Có nghĩa là khi mà các bạn làm như thế này này, các bạn úp hết tất cả mọi thứ lên như thế này. Và các bạn úp cho mình một cái túi ni lông màu đen hoặc một cái tấm vải tối màu vào là được. Bây giờ mình sẽ cho giá đi uống nước các bạn nhé. Đây là cái chậu mà mình dùng để ngâm nước, cũng như là sau khi mà mình ngâm nước xong thì mình đổ hết cái phần nước đi và mình cho cái phần giá nó ở trên cái rổ này thì nó sẽ róc nước hết xuống phần dưới và nó không bị ủng, thì giá của chúng ta nó sẽ không bao giờ bị thối các bạn nhé. Và khi mà các bạn cho đầy nước vào cái chậu như thế này rồi thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 5 phút. Và 5 phút sau thì các bạn hãy để thật là róc nước, sau đó chúng ta để vào chỗ tối các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thu hoạch giá nha. Khi mà các bạn đã tưới xong nước cho mình rồi thì bây giờ các bạn sẽ úp ngược cái phần giá này xuống như thế này cho mình nhá, để cho nó róc hết cái phần nước đi thì cái phần rễ nó châm ra, cái phần rễ nó châm ra nó sẽ ít hơn các bạn nhá, và nó sẽ không quá nhiều rễ. Đấy, đấy cũng là một cái mẹo để các bạn có thể làm giá đỗ được ngon mà lại ít rễ nữa, bởi vì là khi mà mình làm giá không có thuốc ấy nó rất là nhiều rễ. Đấy, các bạn úp ngược lại cho mình nhá, úp ngược lại để cho nó róc hết nước đi, sau đó chúng ta mới cho vào những cái chậu ủ. Các bạn ơi, sau ở đây là phần giá đỗ của mình sau 5 ngày. Trước khi mà các bạn thu hoạch ấy thì các bạn đừng có tưới nước cho giá nữa nha. Đó. Các bạn thấy không ạ? Cái phần giá nó rất là dài và nó trắng lắm. Đó. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thu hoạch cái phần giá này nhá. Đây, cái phần giá này các bạn nhìn thấy không? Nó rất là trắng và nó ít rễ lắm. Đây. Và các bạn nhớ nhá, khi mà các bạn thu hoạch ấy thì các bạn không cho giá uống nước, để cho nó khô thì mình thu hoạch nó không bị ướt. Đây, các bạn nhìn rõ không ạ? Cái phần giá này nó trắng này và nó tuy là nó không mập nhưng ăn thì nó lại rất ngon. Từ ngày mà mình đi Phú Quốc về ấy, mình làm theo họ cái giá đỗ dài như thế này thì ăn cảm giác nó ngon lắm, và như là mình làm những cái loại rau sống ấy. Và khi mà các bạn làm bằng cái tải như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần rễ nó rất là ngắn. Đó, cho nên là khi mà mình thu hoạch ấy, mình sẽ cắt nó rất là dễ dàng. Để ăn giá được ngon hơn thì các bạn nên cắt cho mình cái phần rễ này đi nhé. Đó, các bạn có thể dùng tay hoặc là các bạn lấy kéo. Các bạn lấy kéo, các bạn cắt cho mình cái phần rễ của giá đi. Mình cắt qua một chút rễ cái thôi. Còn lại những cái phần rễ nhỏ nhỏ thì thôi không cần. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và khi mà các bạn đi ra ngoài chợ các bạn mua ấy, thì các bạn lưu ý cho mình, để chọn giá nó không bị thuốc thì các bạn nên lựa chọn cái phần giá mà có nhiều cái rễ. Có nghĩa là như thế này là nhiều rễ này các bạn này. Nó có nhiều cái nhánh rễ, nó có một cái nhánh chính, sau đó có nhiều cái nhánh nhỏ nhỏ. Trời ơi, đây. Để mình miêu tả các bạn nhé. Đây ạ. Đây. Nó có một cái nhánh chính và nhiều cái nhánh con như vậy. Thì là giá người ta ủ tự nhiên, không kích thích tăng trưởng. Không có cái thuốc kích thích ấy. Cái thuốc kích thích đấy mà dùng vào thì là các bạn chỉ cần làm một ngày đến hơn một ngày thôi là đã có một mẻ giá dài như thế này để ăn rồi. Như vậy thì nó không tốt chút nào cả. Cho nên là giá này ủ rất là dễ thì các bạn có thể tự làm nhé.
các bạn cắt cho mình cái phần rễ đi thôi. Bỏ cái phần rễ này đi để khi mà mình ăn. À, đây các bạn ơi, đây là toàn bộ cái phần giá mà mình vừa mới thu hoạch xong đây. Các bạn cắt hết rễ đi cho mình và như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái giá nó sẽ dài khoảng tầm từ 4 đến 5 cm như thế này. Và ăn nó rất là ngọt. Bây giờ thì mình sẽ cân thử các bạn nhé. Cân thử xem là chỗ này được bao nhiêu nha. Rồi sau khi mà mình đã làm xong như vậy rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái túi nhá, để chúng ta có thể chia nó ra được thành những cái túi nhỏ. Để mình thử xem là với 300g này thì hôm nay sẽ thu hoạch được bao nhiêu đỗ nha, giá nha. Giá, cái món giá đỗ này khi mà các bạn làm như vậy, các bạn có thể đó là ăn xào với cả phần thịt bò này, hoặc là ăn nấu mì vào buổi sáng ấy các bạn, đều rất là ngon. Đặc biệt là yên tâm nữa bởi vì là mình tự làm mà. Bởi vì nó còn có cả cái phần vỏ đỗ ấy, cho nên là khi mà các bạn cho vào những cái túi như thế này, các bạn sóc nhẹ nó lên cho mình. Đó, sóc nhẹ như thế này là nó rơi hết. Và muốn được như vậy thì các bạn sẽ cái hôm mà các bạn thu hoạch thì các bạn đừng cho giá uống nước nữa. Thì là khi mà mình thu hoạch nó khô thì rất là dễ. Dắt hết cả ra đó, mình không cần phải dùng xảo để mình làm. À đây các bạn ơi, vậy là mình thu hoạch chỗ này được 2,1 cân giá đỗ. Sau khi mà các bạn đã cắt bỏ hết toàn bộ cái phần rễ và cái phần vỏ đi rồi thì mình thu được 2,1 cân như vậy. Nếu như mà khi mà các bạn đi mua hàng là người ta không có cắt rễ cho mình đâu, thì cả cái phần rễ đó thì chắc tầm được khoảng 2,5 cân. 300g giá đỗ thì các bạn sẽ làm được 2,5 cân các bạn nhé. Và khi mà các bạn làm như thế này thì các bạn có thể kinh doanh được. Đấy, giá rất là ngon luôn đấy. Và được cái là nó sạch và nó tươi. Đây. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo của mình các bạn nha.